20 giờ 30 phút tối nay theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay Fairburn, thủ đô Canberra, bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Minton Dick, Chủ tịch Thượng viện Siu Lais. Ra đón đoàn tại sân bay Fairburn, Canberra có Phó Chủ tịch Thượng viện Andrew McLachlan, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành cùng các cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Australia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Australia trong 5 năm qua, cũng là chuyến thăm thứ 5 của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Australia kể từ khi hai nước lập quan hệ ngoại giao. Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Australia đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023. Kết quả chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ nghị viện giữa hai nước, có những bước phát triển mới, mở ra triển vọng và tạo xung lực mới cho hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả trên tất cả các kênh và lĩnh vực. Chuyến thăm cũng góp phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn mới ngày càng tin cậy, hiệu quả, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác tại khu vực và thế giới. Trong chương trình chuyến thăm tại thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội sẽ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia, hội kiến Thủ tướng Australia, dự thính các phiên chất vấn tại Thượng viện và Hạ viện, tiếp các nghị sĩ và thượng nghị sĩ. Chủ tịch Quốc hội cũng tham dự diễn đàn giáo dục Việt Nam-Australia tại Melbourne và nhiều hoạt động quan trọng khác.